Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunro TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật giá hồ tiêu chiều nay, ngày 28 tháng 6 năm 2021. Phunro TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây xin gửi đến các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu trên thế giới. Thưa các bạn, cập nhật mới nhất của chúng tôi vào lúc 14 giờ 15 phút chiều nay theo giờ Việt Nam. Giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Cochindo tiếp đà giảm thêm 133,35 rupee trên tạ và xuống mức giao dịch là 41.666,65 rupee trên tạ. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, 1 rupee là 311,96 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu giao ngay trên sàn Cochi Ấn Độ có mức giá là 128.400 đồng 1 kg. Như vậy, ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, giá hồ tiêu Ấn Độ lại tiếp đà giảm. Thưa các bạn, theo ông Venkatakorn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu khoảng 7.461 tấn hạt tiêu ra thị trường nước ngoài, tăng 195,2% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường tiêu thụ chính của Campuchia là các nước châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam và Đài Loan. Hạt tiêu được trồng tại nhiều vùng của Campuchia, trong đó tiêu Camphor được biết đến nhiều nhất với giá cao và đã được cấp chứng chỉ địa lý từ Liên minh châu Âu vào năm 2016. Về thị trường giá hồ tiêu trong nước chiều nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu trong nước vẫn duy trì đà tăng. Mức giá được thu mua từ 74.500 đến 77.500 đồng 1 kg. Theo đó, giá hồ tiêu tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện được thu mua quanh mức là 75.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai chiều nay vẫn được thu mua với mức giá là 74.500 đồng 1 kg. Và đó cũng là mức giá được thu mua tại tỉnh Đồng Nai. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu ghi nhận ở mức giá cao nhất được thu mua là 77.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Phước, mức giá hồ tiêu được thu mua là 76.000 đồng 1 kg. Hiện giá hồ tiêu trong nước có xu hướng tăng ngay từ phiên đầu tuần. Nguyên nhân đà tăng này được cho là sự sụt giảm nguồn cung tại Việt Nam. Ngoài Việt Nam thì các thị trường khác cũng đang có báo cáo sản lượng sụt giảm. Bên cạnh sản lượng giảm, sự thành công của việc tiêm chủng vaccine COVID-19 thời gian qua đã kích thích các nước mở cửa trở lại, qua đó đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Ngoài ra, giá tiêu tăng cũng để bù đắp một phần chi phí cước vận tải đang quá cao như hiện nay. Với tình hình hiện tại, các công ty xuất khẩu không còn ký hàng giao xa do lo ngại nguồn cung thiếu hụt và giá cước tàu biển vẫn còn tăng. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu chiều ngày 28 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.